Hôm nay tôi vì phải tư vấn cho hai nhóm cho nên là phải vô vô muộn một tí, còn thủ lĩnh Thanh Quang các bạn nghe không ạ? Nghe nghe rồi rồi Ok ạ. Thì hôm nay tôi phải tư vấn cho hai đội nhóm cho nên là vô muộn. Còn thủ lĩnh Thanh Quang thì đi học 3 ngày, bây giờ bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh cho nên còn có mình tôi lẻ loi thôi. Đã. Nhưng mà thủ lĩnh Thanh Quang trong những cái lúc mà nghỉ xả hơi thì cũng phải chiến đấu với đồng đội. Và hôm nay tôi được cái hạnh phúc, không phải là mình được lên thủ lĩnh cao cấp là nó hạnh phúc lắm rồi. Và tôi hết lòng biết ơn thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường. Như thủ lĩnh ngày hôm nay là đã viết một cái bài mà tôi đọc và tôi rơi nước mắt, bởi vì là cái đó là một ân nhân. Chúng ta phải nhớ rằng là người cho chúng ta thông tin là ân nhân. Thế thì cho dù các bạn có nỗ lực đến cỡ nào đi nữa thì nếu không có cái thông tin đó thì chúng ta cũng sẽ không có cái cơ hội ngày hôm nay. Cho nên tôi nhân đây tôi gửi lời đến vợ chồng thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường, hết lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đã cho tôi được cái thông tin. Và thứ hai nữa là một cái niềm vui rất lớn là không chỉ riêng tôi, vợ chồng tôi được mở cái danh hiệu thủ lĩnh cao cấp mà toàn bộ hệ thống của tôi là có tới 13 danh hiệu mới kể cả tôi. Cho nên đó là một mùa bội thu của hệ thống của tôi, có nghĩa là và nó của tâm của S69 của chúng ta nói riêng, nên là chưa bao giờ mà có cái tháng mà danh hiệu nó nhiều đến cái mức độ như cái tháng năm này. Chúng ta thấy là đó là một cái niềm hạnh phúc, một cái niềm niềm vui quá tuyệt vời. Thì tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa. Các bạn biết là chưa Anh để cái mic sát sát một chút. ở Vâng. đây thì ở đây chúng tôi có những người như là thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường, thủ lĩnh Đặng Thị Việt Phương, và ngay cả như là nhà tư vấn chuyên nghiệp Tô Kim Ngân, thì là những người mà ban đầu chúng tôi là đã vượt qua những cái gian khó lắm để xây dựng được cái hình sự nghiệp cho Sibri Việt Nam nói chung. Ngày hôm nay thì là chúng tôi là đã vượt qua được. Vâng, các bạn nghe không ạ? Dạ, Đấy, vâng. thế thì ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái điều kiện làm việc quá thuận lợi rồi. Và tôi đây là cái công sức lớn nhất là thủ lĩnh Vàng Quốc gia của chúng ta, tôi ghi nhận là đã hy sinh cho hệ thống S9 và Sibri Việt Nam. Cho nên chúng ta không phụ lòng thủ lĩnh Vàng Quốc gia của chúng ta, mỗi người chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa. Và đội ngũ của chúng tôi thì bắt đầu từ đây sẽ thay đổi hoàn toàn. Vâng, tức là cuối sinh nhật công ty tới này thì tôi sẽ nhận mẹt cái điều đó, thì xin hứa với lại thủ lĩnh Vàng Quốc gia và với tất cả các bạn. Và tôi sẽ giúp cho đội ngũ chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút cái bí quyết thành công và cái giá trị thực sự từ sâu thẳm trái tim của anh với trước kia từng đang là một lương y này, rồi cũng làm nhiều năm lăn lộn làm nhà báo đúng không? Thế thì anh có thể chia sẻ những cái cảm nhận sâu sắc về cái con đường đi ở cái độ tuổi 60 này của anh về về CV nó như thế nào? Anh nghe được không ạ? Vâng. Tôi nghe. Vâng. Rồi xin mời anh. Thưa các bạn, như thế này, đến với Sibiri á, điều mà chúng ta cần nhất là cái vốn. Và vốn đây không phải là tiền mà cái vốn kiến thức. Các bạn càng còn có nhiều kiến thức về sản phẩm, các bạn có nhiều kiến thức về kinh doanh thì các bạn sẽ thành công nhiều. Thế thì tôi đã hiểu được điều đó ngay từ đầu, cho nên là tôi đã cố gắng học rất là nhiều. Các bạn biết là tôi là cái người am tường về sản phẩm, nhưng không có nghĩa là tới đó là tôi dừng lại, mà tôi thường nghiên cứu sâu về sản phẩm để mình hiểu và mình có cái kiến thức là mình chia sẻ cho đồng đội của mình. Còn về kinh doanh thì các bạn biết rằng là chúng ta cũng may mắn là có thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường và các thủ lĩnh khác đã nỗ lực đào tạo cho chúng ta. Cho nên vậy thì nếu mà ai mà có hai cái kiến thức đó là đúng, là chúng ta đi đi đúng trên hai cái bước chân đặc thù của ngành kinh doanh của chúng ta, là phải đi đều trên hai bước chân thì mới thành công được. Thì ngày hôm nay chúng ta có mọi cái điều kiện đó rồi. Và có một cái điều mà tôi cũng xin, ở đây có các bạn trẻ, đặc biệt là có Triệu Tín Quý, khi tôi ra Hà Nội làm việc trước đây thì tôi cũng hay nói là cháu và các cháu trẻ là các cháu vô cùng may mắn khi mà
chưa từng lên bờ xuống ruộng, chưa từng bị đa cấp lừa đảo mà đã biết ngay Siberia. Cho nên không phải trả một cái giá quá đắt như các bác hay là những người đi trước, thì là cho đó là cái phước báu. Và những ai mà ở lại Siberia thì chắc chắn là sẽ có một cái tương lai rạng ngời. Và điều đó thì chỉ sau một thời gian 8 tháng tôi hợp tác với Siri, các bạn biết là chúng tôi với giới thủ lĩnh Trương Huy Cường, thủ lĩnh Đặng Thị Việt Phương, Phạm Tuấn Huynh và bác Phạm Hữu Minh ấy là bốn người lần đầu tiên nhận được cái chương trình dự án xe hơi của công ty. Và từ đó cuộc đời tôi nó sang trang và nó thực sự là ấm no hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi vì chúng ta đi tìm một công việc trong cái cuộc sống thì nó sẽ đem đến cho chúng ta ấm no và hạnh phúc. Ấm no đây là chúng ta thừa cái vấn đề vật chất. Đấy, hạnh phúc là chúng ta an lạc về tâm hồn, an lạc về cái mối quan hệ, an lạc trong công việc. Đấy, thế thì từ khi tôi bước vào Siri, trước đây các bạn biết là tôi đã làm rất nhiều công việc, và cũng như thủ lĩnh Trương Huy Cường của chúng ta đấy, một con người chân chính kiếm đồng tiền chân chính nó khó lắm. Tôi mơ ước có một tháng trong tài khoản của mình có được 100 triệu dự phòng, lỡ vì mình còn bố, còn mẹ, còn con cái, lỡ như bố mẹ mình ốm đau hay là mình có cái sự cố gì xảy ra thì mình cần cái số tiền để mà giải quyết. Nhưng mà làm báo thì không bao giờ có được. Cái này các bạn hỏi thủ lĩnh Trương Huy Cường là biết cái lương thu nhập của người làm báo như thế nào, nhiều lắm là 15 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là từ ngày xin về cái số tiền đó có khi 2 ngày tôi đã có rồi. Các bạn thấy nó sướng hạnh phúc lắm. Nhưng mà ngoài cái tiền bạc, người ta không nói tiền bạc là như thủ lĩnh vàng quốc gia nói là nó là phần thưởng, nhưng ở đây là chúng ta nhận được quá nhiều giá trị, đúng không ạ? Cho nên nhiều người là đã nói với tôi là không có cái kiến thức ở trong CD, không có bất kỳ một cái trường đào học đại học nào mà đào tạo cho bọn em hay là bọn cháu được như ở trong cái những cái buổi mà dự Rickem, những cái buổi mà đào tạo trong S69. Thì chúng ta thấy rằng là đó là phước báu và may mắn cho những ai mà đang hợp tác với CD. Và tôi mong mỏi tất cả các bạn là chúng ta đã bước vào Siberia thì đừng dại dột rồi bước ra. Chưa thành công chứ không phải là không thành công, rồi nó sẽ thành công. Và về đây các bạn biết lịch sử tôi là nhà tư vấn chuyên nghiệp, giữ danh hiệu tới 3 năm mà, đúng không? Đấy, bây giờ ở đây các bạn đấy như Trương Ngọc Ánh là lên cao cấp, còn 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 trước tôi một ngày mà, đúng không? Nhưng mà ở đây không có nghĩa là như thế là tài hay là người này giỏi hơn người kia, nhưng mà cái chiến lược và chiến thuật. Thì tôi ví dụ như là tôi tuy rằng là lực thực sự là tôi đã lẽ ra là tôi lên cao cấp từ lâu lắm rồi, nhưng có một cái sự cố cho nên là tôi phải chậm chậm lại một bước ấy, nhưng mà mình cũng không buồn, không 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 có chán nản gì hết. Và cho nên vì vì tôi lên cao cấp chậm cho nên ngày hôm nay tôi có tới 13 người trong hệ thống lên danh hiệu mới. Các bạn thấy đó là một cái sự bù trừ, đúng không ạ? Và mà tôi đã lên là không xuống được, vì mình xây dựng một hệ thống rất là vững vàng cho nên mình an lạc. Đấy, như hôm nay chị mà Bùi Hiền với lại tôi Kim Ngân là trong hệ thống của tôi, thì tôi thấy là thủ lĩnh đã chỉ đạo cho là sang tháng sau là phải lên chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là điều đó là làm sao tôi rớt được. Cho nên mình xây dựng một cái hệ thống mà rất là vững vàng, tuy là đi có chậm nhưng mà đi thật là chắc. Cho nên chúng ta cũng vậy nhé, tôi huấn luyện cho đào tạo cho cái hệ thống của mình kiến thức rất là vững đó. Cho nên vì thế là tôi rất là an lạc nha. Vâng, thì còn nhiều cái điều chia sẻ mà muốn nói với các bạn, nhưng mà trong những cái buổi đào tạo khác thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn nha. Vâng, tôi xin nhường lại lại cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.